lên đây, bà lên đây, bà đứng cho mọi người nhìn thấy. Rồi, bước lên bước các bạn. Bà bước lên, rồi, bà bước bước nữa. Bước, rồi, bà cụ bao nhiêu tuổi? Dạ, còn hơn lâu, 96, 97, 98 tuổi. 96, 97, 98, không phải trong phát tay, bà cụ. Bà 96, 97 và 98, bà ở đâu đến? Dạ, con như vậy là con ở xa lắm. Ở đâu? Con mãi ở dưới Xuân Hà, Hải Đông, đường biển mãi. Ở dưới Hải Đông, Xuân Hà. Nam Định hả? Vâng, Nam Định, chứ bà nói một tour một rối từ ấp, xã, huyện rồi rối rồi. Bà Nam Định. Rồi, bây giờ bà muốn gì? Bà muốn gì? Bà nói, bà muốn gì? Dạ, mình rất công nhận lắm. Con nghe nói họ đọc làm thương sắc của cha. Thì như vậy con nghe, coi như vậy là con ước ao đến năm mà con không đi được. Thì giờ thì con nó đưa con đi, cháu con nó đưa con đi. Thì nó cũng muốn đến mà chưa nói với cha để cha đổ lòng thương xót. Cầu xin cùng Chúa, thì Chúa tha thứ cho bệnh tật của các cháu con. Bây giờ thì nó còn thanh niên tuổi trẻ. Mà năm nay hai cháu, ba cháu con và một hai con nữa. Thì hôm nay đi cùng mấy con, thì đưa con đi cùng. Tức là bà đến đây mục đích là để cầu nguyện cho con, cho cháu, đúng không? Dạ vâng. Rồi, bà đi mấy ngày bà đến đây? Nguyện cha con đi Xuân Hà, con đi xe. Con phải hai ngày, hai đêm. Bà đi xe gì? Con đi xe, họ đi Nam Bắc. Họ đi từ Nam ra Bắc, đi từ... bà đi từ Bắc vào Nam, mà bà đón xe Nam Bắc. Rồi, đi hai ngày, hai đêm. Rồi, bây giờ bà mong ước cái gì, bà muốn cái gì, thích cái gì? Cha, con chỉ xin cha đến vườn Chúa, thì để xin cha khấn khứa cho con, và cầu cha cầu nguyện cho con, thì con bệnh tật con được đỡ. Con... bây giờ Chúa muốn bà về với Chúa, bà có vui lòng về với Chúa không? Con vui ạ. Sợ không? Con không sợ. Thích về với Chúa hay thích ở trần gian? Mẹ cha con cũng thích về với Chúa mà Chúa chữa cho con về. Lạy cha con thích về với Chúa mà Chúa chữa cho con về. Rồi, đây, tặng cho bà cái máy 507 giảng nhé. Bà có cái máy chưa? Con hết lòng trả ơn cha vô cùng. Không bao giờ mà con quên cha được. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Rồi, mời bà nhé. Bà cụ về xuống ghế ngồi. Rồi, con dắt bà lại ghế ngồi chạy. Vâng. Thưa anh chị em thử suy nghĩ coi, một người mà 97, 98, 96 tuổi mà đi từ ngoài Bắc vào đây hai ngày hai đêm lặn lội vào chỉ để cầu nguyện cho con, cho cháu của mình. Có phải là bà ấy đang yêu mến người khác như chính mình không? Bà ấy đau, bà ấy bệnh, bà cũng muốn bà ấy khỏi bệnh, nhưng bà không nghĩ đến bà. Mà lặn lội từ ngoài Bắc vào trong này chỉ để cầu nguyện cho con, cho cháu của mình. Cái tình yêu đó có tuyệt vời không thưa chị em? Tình yêu của một người bà, của một người mẹ 96, 97, 98 tuổi mà sẵn sàng về với Chúa mặc dầu Chúa chữa cho về. Đẹp không thưa chị em? Đẹp lắm chứ. Mà một người cứ mở miệng ra là lạy cha, lạy cha, lạy cha. Cái cách mà bà được giáo dục từ xưa đến giờ, với những người về Bắc mà gặp cha là phải lạy cha, đúng không? Rồi con xin phép mới lạy cha, đúng không? Thôi thì bây giờ bà phụ bà 97, 98 rồi thì giờ mình không nói. Nhưng mà còn những người của chúng ta, những người trẻ chúng ta ngày hôm nay bây giờ, mình gặp một linh mục mình có lạy cha không? Không, chỉ có lạy Chúa thôi.
chỉ có Chúa mới là đấng mà mình mến hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và chỉ có Chúa là mình mới lạy Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời. Nếu mình gặp ông cha, một linh mục mà cũng lạy cha thì biết là ông cha là cha nào rồi. Mình cũng đọc kinh lạy cha là lạy cha chúng con ở trên trời thì nghĩa là sao? Anh chị em thấy không? Đúng không? Mình đọc kinh lạy cha là lạy cha chúng con ở trên trời. Mà mình gặp một ông linh mục có khi ông còn trẻ măng, lắm tuổi con, tuổi cháu mình mà cũng lạy cha. Mà ông linh mục đó mà còn dám xưng mình lại là ở cha đó thì không, ông linh mục đó thì không còn cái gì cả. Cái nhân bản không cho phép. Không cho phép mình đáng tuổi con, tuổi cháu, bà cụ ấy lớn như thế, ông cụ ấy lớn như vậy. Mà mình mở miệng ra, mình nói cha, xưng là cha. Rồi gọi những người mà đáng tuổi bố, tuổi ông, tuổi cụ của mình là con. Làm sao mình được phép nói chuyện, nói như vậy thưa anh chị em. Rồi những người tôn giáo khác, những người ngoài đạo họ nhìn vào, họ nghe được, họ có chấp nhận được không? Họ có nói là cái ông này láo không? Họ có nói là hỗn không? Thế chưa? Và họ bảo cái đạo gì mà kỳ vậy? Sao mà hỗn lão quá vậy, sao vô phép vô tắc quá vậy được. Cho nên là những linh mục trẻ đừng bao giờ mà mở miệng xưng là cha với những người đáng tuổi cha, tuổi ông của mình. Thưa chị em, nhớ dùng cái vái chị em. Xin anh chị em cũng đừng làm cho chúng tôi bị hư đi. Có khi giáo dân làm chúng tôi hư đi, tôi cũng chẳng thích gì mà riết gọi cái lạy cha xong cũng thích, lạy cha cũng thích, thích gọi. Phải chết không? Anh chị em đang làm hại chúng tôi, đang giết chúng tôi, đang tập cho chúng tôi hư đi. Tại nghĩa thì tôi đi một cách khiêm tốn như vậy, đang cúi mình như vậy, đang đi khiêm tốn rồi. Tuy nhiên, lạy cha, lạy cha, mặt tôi vác lên, lạy cha. Anh chị em thấy có phải anh chị em làm chúng tôi hư đi không? Có phải không? Có phải giáo dân làm linh mục hư không? Thấy chưa? Còn gì nữa? Tại mình cứ nâng ông lên, nâng quá, không có đúng, không có nâng, không được. Nâng quá chỉ có Thiên Chúa là Chúa trên hết. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, chứ phải tôi nói đâu. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đặt Thiên Chúa là đấng duy nhất, đấng tối cao, đấng mình tôn thờ. Và chỉ có một mình Ngài mà thôi. Không có một ai trên trần gian này xứng đáng để mình tôn thờ, để mình lạy hết. Không có lạy ai trên đời này hết đâu. Tôi là dứt khoát không có lạy ai hết đâu. Chết thì chết, không có lạy. Tôi chỉ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhớ, ngày xưa các thánh tử đạo nó bắt lạy bụt thần đó mà không lạy, cho nên là nó giết đó, là như vậy ta tử vì đạo đó. Còn bây giờ mình đi lạy người này lạy người kia là sao? Không có lạy ai trên cõi đời này hết. Chết thì chết, tôi không có lạy. Đói thì đói, khát thì khát, tù thì tù, không có lạy ai. Tôi chỉ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì Chúa nói như vậy, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Lạy ai bây giờ? Ông kia có lạy ai không? Ông lên đi. Lạy lạy. Kính thưa cha và cộng đoàn. Đang tính lạy cha rồi mà kính thưa cha. Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Con được ơn Chúa trời lành bạn con ạ. Con tháng tới năm ngoái là con bị đau dạ dày và bị sỡ gan nha. Mà con có nghe người ta bay cho con là bệnh gan thì về ngoài Bắc đó, có thầy chữa gan rồi. Thì con cùng về ngoài Bắc đã theo thầy uống 8 tháng. Sau đó con đau bệnh viện chờ rời kiểm tra thì bác sĩ bảo là vẫn không lây. Thì bác sĩ bảo là cháu uống thuốc Tây. Thì con nói con đang còn theo uống thuốc Nam. Thì bác sĩ bảo là uống thuốc Tây với uống thuốc Nam là chết, là hư gan. Thì con lại bác sĩ bảo là 2 tháng thuốc Tây thì con gây uống được 2 tháng. Thì con lại hỏi thầy thuốc Nam. Thì thầy thuốc Nam là bảo là anh uống thuốc Nam chứ anh mà uống thuốc Tây là chết. Thì con cũng hoảng. Thuốc Nam cũng chết. Thuốc Tây cũng chết, thuốc Nam cũng chết, thuốc Bắc cũng chết, cuối cùng có chết không? Dạ lúc đó lấy con cũng hoảng mang, con không biết uống thuốc gì nè. Thì sau con mới nhớ đến nhà con có bác cũ, có anh bác làm bác sĩ. Thì con mới sáng hỏi là theo như anh làm bác sĩ đấy thì bệnh của em anh nên uống thuốc gì? Anh bảo là chả có được uống thuốc gì lành cả. Thì anh em bảo là nếu muốn đỡ thì đi bệnh viện nhiệt đới tiêm mới lành. Thì nhưng mà hết nhiều tiền, thì con mới hỏi là hết nhiều thì bao nhiêu anh? Thì anh bảo là tầm 300 triệu trở lên. Thì con mới nói là chứ 300 triệu thì con không có. Cuối cùng thì anh đi thuốc nào? Cuối cùng là con xin phó chứng nhận chùa mẹ. Là bởi vì con hai đứa cùng bị bệnh mà bác sĩ bỏ tay cả hai.
Thì đến con bị bệnh như thế này thì dư con chính khó dính cho chùa mẹ, là chính chùa mẹ thương đến con là cột trụ của gia đình, thì chính chùa mẹ cắt bệnh cho con để con cùng với vợ lo cho hai con. Mà chùa mẹ mà không bắt bệnh cho con mà bắt con mang cái bệnh này để mà đến tôi thì con cũng chính vâng lời và cảm tạ. Thì sau đó con đi được mấy ngày thì nghe người bảo là đi về thì nghe họ bay cho là anh đi Trà Long ở Nhà Bè cái. Ở Nhà Bè là có Trà Long ở Long Thủy Thương Xót chữa bệnh rất giỏi. Nói bệnh chết tôi rồi, tôi đâu có chữa bệnh rất giỏi đâu, ông Ngừng ra đây, ông nói bệnh chết tôi rồi, ông ra đây. Đừng có ai nói như vậy chết tôi nha. Thứ nhất tôi không có chữa bệnh, và thứ hai tôi chẳng có chữa giỏi, và thứ ba nữa là chỉ có Chúa chữa mà thôi. Đừng có ai đi đồn thổi kiểu đó là có Trà Long chữa bệnh rất giỏi là chết. Tại vì chỉ có mình Thiên Chúa mà thôi, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, chạy đến với Chúa mà thôi. Rồi cuối cùng thì anh chạy đến rồi sau kể tiếp cho mọi người nghe. Sau đó là con cùng không uống thuốc nào nữa cả. Con họ bà nhân đi cha thì con xuống đây cha hôm mùng 5 tháng 4 là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Con cùng với 13 người trên nhà con xuống đấy thì hôm đó cha không đặt được tay lên đâu. Thì con về con vẫn tính, bởi vì con nghĩ là phục cho ai không thấy mà tính mà. Thì con về được nhà được 2 ngày nữa thì đến cha xử nhà con để tổ chức đi Đức Mẹ mang đến là con túng. Thì hai cha con nhà con lại tiếp tục hành trình đi Đức Mẹ khẩn tiếp. Thì con đi được 2 ngày Đức Mẹ về là con ra đi khám kiểm tra lại thì bác sĩ bảo bệnh của con không có gì nữa, lành cả rồi. Dạ dày cũng lành, cũng có vi khuẩn, mà gan này cũng không phải uống thuốc nữa. Thì hôm nay con được xuống đấy để làm chứng cho chùa và tạ ơn chùa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con xin cảm ơn. Rồi thì bây giờ tôi tặng cho anh cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Để một cái lá thì cho gan, một cái lá thì cho bị gan với dạ dày vào. Đây, một cái cho gan, một cái cho dạ dày nha, anh đọc để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Có mấy năm trong bài giảng chưa? Dạ, con có ba chị cháu con một cái. Con có giới thiệu cho là hai người bên ngoài, họ cùng chính con đi theo chủng đấy cha. Ai? Hai người ngoài đạo hả? Ai? Hai anh? Rồi, mời. Mời hai anh lên đây để tôi tặng cho hai mỗi người cái máy. Đây, mời hai anh tôn giáo bạn. Đây, mời hai anh tôn giáo bạn lên đây, chúng tôi phân ngoại đạo. Rồi, xin mời anh. Anh ở đâu? Con ở Đắk Lắk ạ. Anh là đạo nào? Con bên đạo Phật. Anh hôm nay đến đây anh thấy sao, chia sẻ cho mọi người? Thì nói chung là cách đây có nửa tháng thì có anh Hiệp đây là hàng xóm, thì anh cũng đi về thì con cũng mắc cái căn bệnh, con cũng để đau dạ dày với cả cũng viêm gan, thì con như vậy là cũng đi chữa thuốc tây cứ khắc cái cũng không khỏi. Nên bây giờ cũng bảo là anh bảo đây thì chú cũng bệnh như tôi, thế con cũng không phải là nhạo báng với cả con. Thế anh kể vậy là con cũng rất mừng, vì đã tôi căn bệnh con có thể là như vậy được, con nhờ vào Chúa. Nhưng vậy hôm nay con mới đến để xin Chúa mới cha trong cộng đồng để cầu nguyện cho con. Giống như anh là vì gan với dạ dày đúng không? Và anh đã được chữa lành như thế nào đó anh biết, còn anh? Dạ, thế cha với chùa con vì đau lưng, vì bệnh đau lưng và vì dạ dày. Cũng dạ dày mà hướng cái lưng. Đây tặng cho anh cái máy 500 bài giảng về nghe nhé. Anh đạo nào? Dạ, cha. Anh có đạo không? Dạ, con không đạo nha. Đạo với ông này. Ông này đạo với ông này, hai ông đồng đạo rồi. Mời hai anh, rồi mời anh. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn hai người đã đến với chúng ta. Cái việc của chúng ta là như vậy, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa và mình đưa những người chưa biết Chúa để họ nhận biết được rằng là có một Thiên Chúa mà mình phải yêu mến hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn con được ơn gì nói cho mọi người nghe? Trước tiên con xin cảm ơn cha. Thì con năm nay thì từ 58 tuổi, hiện nay con ở Định Quán. Thì đoàn xe của con hôm nay là 3 xe lớn thì đến, thì nay con cũng xin cảm ơn cha. Bệnh tật của con là hơn 2 năm trở, con bị nấm tay đó cha.
mà con đi hết bệnh viện đó, bệnh viện kia không được, thì con cũng nhờ ơn được cái chú mà cách đây 20 cây số, thì chú đi đến cửa cha về thì chú bách bảo cho con, thì từ Tết ra đến giờ con đến cửa cha thì con cầu nguyện, con xin Chúa mà con bên đạo Phật. Chị lên bên đạo gì? Con bên đạo Phật ạ. Wow, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa đã gửi một người cùng các bạn đến đây. Rồi con đến đây được mấy lần? Dạ, con đến đây từ Tết đến giờ là con cứ theo với chú mà chú chỉ đường cho con đến cửa cha là con cứ 1 tháng 2 lần. Rồi con đến con cứ giơ 2 bàn tay về cầu nguyện mà con đi thuốc bệnh viện da liễu 600.000 một hộp thuốc để bôi mà cũng không được. Rồi con uống thuốc hết 1,3 triệu. Tết ra hôm mùng 8 là con chở con xuống da liễu, con chữa cũng không được, con buồn lắm. Mà tối ngày là con chỉ khóc con rầu, mỗi lần mà nước vào đôi bàn tay của con là bùng hết luôn bàn tay. Con sợ gì đâu, bây giờ con cũng nhờ ơn được của cái chú mách bảo cho con, bây giờ đôi bàn tay con lành lặn rồi. Xong nữa là con thì xoạn lên cha. Hơn 10 năm rồi mà con không được, thì giờ con cũng đến cửa cha là cái đầu xoan mũi con lên, giờ con cũng đỡ rồi. Thì trước tiên là con nhờ cha, sau nữa con nhờ cộng đồng giúp đỡ cho con Mai Thị Tư 58 tuổi ở Định Quán để cho con được khỏe mạnh. Mai Thị Tư 58 tuổi. Con có cái máy 5x7 giảm chưa? Con mượn của cái chú đó chú cho, nhưng mà giờ con muốn xin cha một cái để về cho chú con ở ngoài Bắc ạ. Ở ngoài đầu thật luôn ạ. Rồi, con gửi cho chú con một cái đúng không? Đây, gửi tặng cho chú con một cái máy 5x7 giảm lòng thương xót Chúa. Con có muốn đọc sách những lá thư không gửi không? Con không rõ mà con không dám nhận, để con hỏi chú rồi đã. Rồi, xin cho chú lành cho con nhé. Cô kia, rồi cô mà đeo hai cái dấu gì bên Thái Dương. Rồi, con được cái gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Đến mùng 10 tháng 5 vừa qua, con trai của con bị viêm màng não mổ, thì bị liệt nửa người. Dạ, Vũ Quốc Hải, con của con cũng làm nữ sinh trong nhà thờ. Mà khi con của con đi cấp cứu 3 ngày, bác sĩ nói là tình hình của con rất là nặng, không có cứu được. Thì ngày hôm đó nó cũng nhờ đoàn xe của nhà Hoàng Hảo đi Đức Mẹ Tà Bao để cầu nguyện cho con của con. Con đến ngày thứ tư, con của con tự nhiên tỉnh. Bác sĩ mới nói là bây giờ nếu mà gia đình có khả năng để điều trị cho con của con là một ngày 12 triệu. Mà 3 tuần phải gần 300 triệu. Con mới khóc, con bảo thôi chồng con ở đây để con đi đến nhà thờ Thánh Tâm. Con khấn Đức Mẹ để cứu đứa con của con. Lúc mà con lấy lòng Chúa thương xót để con khấn, thì 2 giờ chiều con của con đã tỉnh lại. Và con nhắn tin cho cha. Lúc đó đến ngày thứ tư, con bảo là nếu con của con tỉnh để sáng thứ năm hai vợ chồng con đi xuống đây để làm chứng. Nhưng con xin đến chiều con của con tỉnh, sáng là bác sĩ cho ra phòng hồi sức, nằm trong phòng cấp cứu 15 ngày. Mà bác sĩ lúc đầu nói là 3 tuần, nhưng con của con nằm mới có 2 tuần đã được ra rồi. Rồi con xuống đây để lên làm chứng, nhưng con đông quá con không chen lên được. Rồi hôm nay con bảo đưa con đi để lên làm chứng, nhưng mà ngày hôm nay là con của con phải đi ra đi sống đa đồng, nên con của con không đi được. Con đến đây để cảm tạ Chúa và cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con. Bác sĩ báo là phải điều trị 300 triệu, nhưng con cầu xin mới hết có 186 triệu. Mà con của con đã được về nhà bình phục, không có để lại di chứng gì hết. Bình thường, đi dạy giáo lý bình thường luôn ạ. Giờ con của con rất khỏe mạnh. Con đến đây để vô cùng cảm tạ Chúa, và con cũng cảm tạ cha xứ của con. Con về con gửi cho cha xứ của con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Đây là bộ sách con về con gửi cho cha xứ con được không? Đây cuốn mang 2 cuốn 1. Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Đây tập 1 và tập 2. Con có
con về con gửi tặng rồi, xíu con có gửi cho thằng bé, con của con nó có mấy 500 bài giảng chưa? Có rồi ạ. Rồi cho gửi cho nó một móc khóa lòng thương xót Chúa. Nó bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi nhưng mà nặng 80 kg cha. 14 tuổi nặng 80 kg rồi tặng rồi cho nó một bộ sách thì 14 tuổi nó đọc được rồi nha, bây giờ cái móc khóa để cho nó đi xe ra 80 kg. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. 14 tuổi 80 kg. Sao con đội khăn gì trên đầu? Con truyền hóa chất rụng hết tóc rồi con. Hả? Con truyền hóa chất rụng hết tóc. Rồi thì con được ơn gì vắn tắt nói to lên cho mọi người nghe. Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con năm nay là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Lê, 55 tuổi. Con vừa qua cái tháng 9 năm 2016 là con bị một cái u to như thế là cái âm tràng ấy. Con nằm viện họ truyền thuốc 3 tuần mà không khỏi. Nó có cái bà bán nói tôi có số điện thoại Trà Long đây thì cho bà nhắn tin vô. Gọi là đứa con gái nhà con nó nhắn tin vô cho cha được 2 ngày là tự nhiên cái cục con mất hết. Gọi là con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cục có to bằng đâu? Cục có to bằng đâu? Cục có to như cái âm trà ăn ở nơi cổ đây cha này. Dạ đây này. À, cục có to bằng cái ấm trà. To nằm bên cổ cô này. Rồi, ta tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa là đứng quyền năng và giàu lòng thương xót vượt lên hết tất cả. Ngài có thể làm được mọi sự cho những ai yêu mến Ngài. Và anh chị em mình tập yêu mến Chúa hết lòng hết sức và yêu người khác như chính mình. Anh chị em đang nghe đây cũng là đang thể hiện tình yêu thương. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Thật ra là con được ơn đầu tiên là con bị đau lưng 3 năm và đau lưng. Sau đó là con cầu nguyện được Chúa và Chúa cho con được lành. Đó là và kế tiếp là gần đây là con có một đứa em gái là bệnh như là 7 năm đi hết thầy đại bà kia mà không được. Cuối cùng ngày lễ cho thánh thần hiện xuống á thì em gái vào thăm bà mẹ của anh em thì Chúa thánh thần cũng đưa đến nơi. Vào được 2 ngày thì lại ngã bệnh. Mà chúng con đưa đi bệnh viện là 3 bệnh viện mà khám không ra bệnh gì hết. Kể cả 7 năm đi các thầy khắp mà cũng không các bệnh viện ở ngoài Bắc cũng không được. Thế con chuẩn bị lo hậu sự đó thì bây giờ anh em bàn là có đưa về để lo hậu sự cho em thôi. Nhưng cuối cùng con nói thế này giờ đi lên giáo đường tin mừng tín thác của thôn xóm Chúa. Thì hôm đấy thì con mướn một chiếc xe 7 chỗ rồi con lên đây thì cũng là nhằm cái ngày Đức Giám Mục về Hiệp Dương Thánh Lễ ở đây. Rồi không thể gặp cha được, phải đổ xe và để bệnh nhân ở ngoài cái bãi xe. Để con vào đây con khấn. Rồi sau lễ xong rồi con về. Thì con nó có hỏi là có gì sơ nào ra đây cho rước lễ không? Đứa cháu nó có một gì sơ ra cho rước lễ. Thì con chính xác về đây, về là tự nhiên là hết, từ từ là khỏe xong rồi thì con mua 5 cái máy để con về quê. Để con về quê thì cho mấy người mù với người nghèo, người bệnh tật không đi lễ được. Sau con nghe tin là anh Phêrô là Nguyễn Văn Tâm thì bệnh viện Huế trả về. Thì con xuống thăm thì con nói thế này. Giờ nếu bệnh viện Huế trả về rồi thì giờ tín thác vào Chúa thôi. Thôi thì gia đình làm sao sắp xếp thì vào với tôi, rồi tôi ngày mai tôi vào, thì cố gắng làm sao đưa anh vào trong đó để Chúa chữa lành cho. Thì cùng gia đình nghe được, cái gia đình cũng sắp xếp, thì đi vào, nhưng vào sau con một ngày, thì lên ở đây giáo điểm đây một tuần, sau về giữa con một tuần nữa, là anh lành luôn, giờ anh về anh làm ăn cái bình thường, trở lại bình thường hiện nay luôn.
lời để gửi cho hai anh, mỗi anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Đây là phần của anh, phần của thứ hai là của anh gì đó, là anh bạn của anh, rồi cái cô em của anh nữa, gửi cho cô ấy một bộ sách nữa, Những Lá Thư Không Gửi, lòng thương xót Chúa, bà chứng nhân của lòng thương xót, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con là Maria Nguyệt, con ở Thái Bình. Nay con được ơn Chúa chữa con, con bị bệnh ung thư vú từ 2010 đến giờ. Thì trong lúc con đang bệnh thì là cha về của Việt, thì chị gái con có nói là hôm nay có cha Long về, em thì có ra để chữa bệnh thì chữa. Khi con ra thì con gặp cha ở của Việt. Trong cái lúc đó là con rất nguy kịch mà con cố con ra đến ngoài đó. Từ ngày con gặp cha đến giờ con khấn lòng thương xót Chúa. Đến 3 tháng nay là con đi Hà Nội thì con vẫn phải đi uống thuốc Hà Nội 7 năm nay rồi. Nhưng mà năm nay bác sĩ họ nói là con không phải uống thuốc gì nữa mà bệnh con không còn gì nữa. Thì con nên cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thưa anh chị em, năm 2010 thì chúng tôi đi ra ngoài Bắc và trong vòng 3 ngày thì dân 9 thánh lễ tại 9 giáo xứ khác nhau, trong đó có xứ của Việt Thái Bình, cứ sáng trưa chiều mỗi ngày 3 lễ như vậy. Và anh chị em cũng đến đông như vậy, có khi đông hơn, có khi cả mười mấy hai chục ngàn người họ đến. Và chị ấy đến và chị cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện rồi chị được chữa lành. Cho tới hôm nay là từ năm 2010, bây giờ là 2017, 7 năm chị vẫn còn nhớ mà quay trở về đây để tạ ơn Chúa, Chúa chúc lành cho con. Ta gửi tặng con một cái máy 500 bài giảng. Đây là một món quà 7 năm gặp lại giữa cả 10.000 người, làm sao mà biết được chị ấy, thưa anh chị em. Mà chị vẫn nhớ vì Chúa nhớ chị ấy và chị nhớ Chúa, còn tôi chả là cái gì. Tôi chỉ biết cầu nguyện, còn Chúa làm như thế nào là việc của Chúa với người ấy. Giống như nãy cái ông lên chia sẻ đó, là người bệnh nằm mãi ngoài đầu đường kia vì đông quá, hôm đó không có vô trong đây được, chỉ được rước lễ và cầu nguyện, rồi người ấy cũng khỏi. Chúa có trăm phương nghìn cách, nếu mình yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn thì mọi sự Chúa đều có thể làm được cho con. Chúa chúc lành cho con. Dạ, con kính chào cha và toàn thể con đoàn. Con là Giuse Phan Văn Lực, con là giáo xứ Vạn Điểm, tỉnh Nam Định. Nam Định rồi, nó to lên con. Dạ, con được ơn của Chúa là hồi tháng 7 năm ngoái con đi làm là bị cái dây chẳng nó bật vào mắt, coi như là lên bệnh viện Trung ương là khám là bị vỡ nhãn cầu. Nó có mổ hai lần là cũng đều nhắn tin ra, do đó là đầu con nó đau con nằm đúng như kiểu một cái gai ngoái óc. Mất 3 tháng rồi sau này con gặp được một sơ, nó sơ quen với ông bác sĩ ở bệnh viện, ông giới thiệu đi 3 bệnh viện nữa. Đấy, rồi về sau cô họ truyền thuốc cho con để nó khỏi cái đau đầu. Đấy, rồi từ đấy giờ là con hết cái đau đầu. Rồi, để tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, lòng thương xót Chúa nha. Đây là bộ sách, có máy nghe giảng chưa? Con chưa có. Rồi, tặng cho anh luôn một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Xin Chúa chúc lành cho anh. Từ mãi ngoài Nam Định mà vô lặn lội vô đây để làm chứng cho Chúa, chứng tỏ rằng tình yêu Chúa hết lòng. Hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta cùng kết thúc bằng bài hát Tình Yêu Chúa, bài Ân Tình Chúa. Ân Tình Chúa. Ân Tình Chúa, biết không ạ? Bài Ân Tình Chúa mới tập hôm vừa rồi đó. Tình yêu Chúa đã ngất trời xanh. Bài Ân Tình Chúa, chị để bật cái bài hát lên, Ân Tình Chúa, để kết thúc bằng một bài hát đó. Tất cả chúng ta cùng hát, cùng vua, cùng cầu nguyện.
để mình tôn vinh lên rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa là cao ngất hơn tất cả. Khi mà con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì con phải yêu anh em của con, không cách nào khác. Chúa chỉ hỏi con là con có yêu mến ta không? Và thưa Chúa, con có yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa như thế nào? Vậy con có yêu anh em của con không? Nếu mà ta không yêu anh em của mình thì ta cũng không yêu Chúa đâu. Đừng có bảo rằng ta đi lễ, ta đọc kinh, ta cầu nguyện, ta làm hết mọi sự, ta khấn hứa rồi đủ thứ, và như vậy là ta đã yêu mến Chúa hết lòng hết sức. Chưa, vì yêu mến ta thì giữ lời ta, mà giữ lời ta là hãy yêu thương nhau. Cho nên khi mà tôi yêu thương người khác là tôi đang thực hành tình yêu của Chúa. Và nếu mà tôi nói tôi yêu Chúa thì tôi cũng phải yêu thương anh em của tôi. Và Chúa nói Thánh Nữ Faustina thực hành lòng thương xót bằng hành động. Nếu không hành động thì bằng lời nói. Và nếu không bằng lời nói thì bằng cầu nguyện. Đó là ba cách: hành động, lời nói và cầu nguyện. Ba cách đó chúng ta thực hành lòng Chúa thương xót nha. Thứ nhất là bằng hành động, thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện. Nhớ, thứ nhất là bằng hành động. Tỏ lên, thứ nhất là bằng hành động. Để cho em cầm cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, mỗi người cầm trên tay, mau lên, không có thì cầm quạt, ai có thì cầm hết trên tay. Nào, chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa, thứ nhất là bằng hành động. Tỏ lên, thứ nhất là bằng hành động. Thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện. Mạnh lên, thứ nhất là bằng, thứ hai là bằng, thứ ba là bằng. Và bây giờ chúng ta cùng hát kết bằng bài Tình Ngài Yêu. Vừa hát vừa cầm cuốn sách làm theo cửa điệu. Tình Ngài yêu con bao la. Yeah.